Xin chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách đọc nến để biết cách bảo lệnh mà không cần phân tích nhiều. Tại sao mình lại nói không cần phân tích nhiều? Cái bản chất của việc bảo lệnh mua hay bán là khi chúng ta thấy được cái sự chiếm ưu thế của một phe mua hay là phe bán. Việc đọc nến tốt sẽ thấy được rõ hơn về thị trường lúc này là đang ưu thế của phe nào. Trong mỗi một video mình làm sẽ là những trường hợp khác nhau về đọc nến. Bởi vậy, khi bạn xem các video và tiếp cận càng nhiều trường hợp khác nhau thì bạn sẽ càng có nhiều góc nhìn hơn về thị trường. Từ đó bạn sẽ hiểu hơn về cái luật bò gấu. Cái gì cũng vậy, những bước chập chững đầu tiên luôn là những cái bước mà khó khăn nhất. Vì vậy, mình luôn cố gắng làm video một cách chi tiết và dễ hiểu nhất cho các bạn. Khi bạn xem và luyện tập nhiều thì các neuron thần kinh về cái lĩnh vực trading này nó sẽ được hình thành một cách từ từ và tích lũy dần. Bởi vậy, bạn hãy xem và thực hành đều. Dù chưa có kết quả ngay lập tức, nhưng khi tích lũy đủ về lượng thì chất nó sẽ tự hình thành. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào ví dụ cụ thể đầu tiên. Đây là khung thời gian M15. Các bạn hãy chú ý một điều là chúng ta hãy tối giản hóa mọi thứ có thể. Nếu biểu đồ nó chỉ có như thế này thì chúng ta hãy bắt đầu với biểu đồ như thế này. Tránh sử dụng quá nhiều dữ liệu dẫn tới cái việc chúng ta phân tích quá nhiều và sẽ loạn. Ở cái biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rõ là trước đó nó có một cái xu hướng sideways, tức là xu hướng đi ngang. Và trong xu hướng này, chúng ta thấy là phe mua nó giữ giá ở vùng này. Sau đó, phe bán đẩy xuống bằng một cây nến rất là dài. Cái cây nến này thể hiện một moment rất là mạnh của phe bán. Và sau cái đợt giảm này thì tiếp tục phe mua đẩy lên, sau đó phe bán đẩy xuống. Như vậy, trong cái biểu đồ này, chúng ta thấy là cái vùng giữ giá gần nhất của phe bán đó chính là vùng này. Và vùng tấn công gần nhất của phe mua đó chính là vùng này. Chúng ta hãy đặt một câu hỏi rất quan trọng. Trong cái thời điểm hiện tại này, giữa phe mua và phe bán, phe nào đang chiếm ưu thế? Câu trả lời rất rõ ràng rồi, đúng không? Chúng ta có thể thấy rõ đó chính là phe bán. Nó tạo một cái cấu trúc giảm như thế này. Và với một cái đợt giảm rất mạnh trước đó là cái con sóng này. Vậy ở trong cái khung M15 này, phe bán đang chiếm ưu thế. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cái khung lớn hơn, đó chính là khung H1, để chúng ta có thể xem một cái bức tranh lớn hơn như thế nào nhé. Ở khung H1 này là một bức tranh lớn hơn. Chúng ta thấy rõ là nó có một cái cấu trúc giảm như thế này. Và cái con sóng giảm gần nhất nó xảy ra rất là mạnh. Nó phá qua những vùng cản của phe mua, hay mình thường gọi là vùng bò, đó là ở đây và ở đây. Như vậy, chính vì để phá qua những vùng cản của phe mua thì phe bán phải cần một lực rất mạnh để đẩy qua vùng này và đẩy qua vùng này. Do đó là khi giá hồi về những cái vùng này, phe bán sẽ có khả năng tiếp tục lao vào. Và chúng ta chưa cần để ý tới cái vùng này, chúng ta hãy để ý tới cái vùng này trước đã. Vậy cái vùng này ở khung H1 nó cũng đang trùng với cái vùng nhỏ này ở khung M15. Như vậy, cái vùng này chúng ta có thể dùng làm vùng bán được. Chúng ta sẽ vào khung M15 để canh cái tín hiệu nến khi mà giá lên tới vùng này, xem nó phản ứng như thế nào nhé. Như vậy, bây giờ vùng này nó đã trở thành một vùng canh bán của chúng ta rồi. Vùng canh bán có nghĩa là vùng giá tiềm năng mà khi tới đó giá có thể đảo chiều và chúng ta có thể canh bán được. Chúng ta sẽ canh bán dựa vào cái xác nhận cuối cùng, đó là cái tín hiệu mà phe bán lao vào thông qua những cái hành vi nến, những cái hình thái của nến. Và đó chính là cái bước cuối cùng của một cái kịch bản vào lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ xem giá phản ứng tại cái vùng này như thế nào nhé. Như vậy là giá nó đã phá qua, cái vùng này nó không còn đẹp nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ canh như thế nào? Các bạn lưu ý một cái điều này này. Cho dù cái vùng mà chúng ta canh bán nó có đẹp hay là có nhiều yếu tố ủng hộ như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái yếu tố cuối cùng đó chính là chúng ta chờ cái tín hiệu mà phe bán lao vào. Tránh trường hợp đối với những bạn mà hay sử dụng cái lệnh limit ở đây thì như trường hợp này nó rất dễ quét stop loss. Bởi vậy, cái vùng canh bán chỉ là một cái vùng tiềm năng chứ không phải là một cái vùng chắc chắn chúng ta có thể vào lệnh. Chúng ta sẽ quan sát tiếp và tìm một cái điểm vào lệnh khác. Rồi, bây giờ trước đó phe mua đẩy qua, sau đó phe bán đẩy xuống. Sau đó phe mua tiếp tục lao vào và đẩy lên. Nhưng mà lần này phe mua đẩy lên không thành công và nó tạo một cái sự thất bại lần hai. Sau đó phe bán tiếp tục lao vào và đẩy xuống, phá qua cái vùng này, tạo một cái cấu trúc giảm. Như vậy trong trường hợp này thì dù giá nó có giảm, chúng ta cũng không được tiếc nếu mà chúng ta không vào lệnh được ở cái trường hợp này. Bởi vì rõ ràng là nó đang chưa đi đúng với cái kịch bản của chúng ta.
Tuy nhiên nó có một cái, đó chính là cái vùng này nó không quá xa so với cái đỉnh này, và nó vẫn nằm trong cái trường hợp cái vùng đáy cũ bị phá ở khung H1 như hồi nãy chúng ta đã nói. Do vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục canh bán được. Tuy nhiên bây giờ cái vùng canh bán nó không phải là cái vùng này nữa, mà nó sẽ di chuyển lên cái vùng này. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục chờ canh bán khi xuất hiện cái tín hiệu ở đây. Tại đoạn này, chúng ta thấy là khi giá lên tới cái vùng này, phe bán lao vào lần 1. Và vì cái con sóng tăng này nó vẫn còn mạnh nên là phe mua tiếp tục đẩy lên tiếp. Phe mua sẽ cố gắng phá qua cái vùng này để tạo một cái cấu trúc tăng đi lên. Tuy nhiên là phe bán giữ lại được và sau đó tạo một cái cặp nến engulfing tại đây. Cái cặp nến này nó đã thể hiện một cái lực mạnh rồi. Và cái cặp nến này mình cũng đã hướng dẫn trong cái bài những cái mô hình nến đảo chiều mà chúng ta có thể xem xét canh vào lệnh. Đó chính là cái cặp nến engulfing ở đỉnh 2. Như vậy tại cái vùng này chúng ta cũng có thể vào một cái lệnh bán tại đây. Stop loss chúng ta đặt trên cái vùng này. Có thể đặt vùng này, nhưng mà để an toàn thì chúng ta nên đặt qua tất cả các vùng này. Chúng ta cần để ý một điều nhé. Sẽ có một số bạn thắc mắc đó là ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ vào cái cây nến đầu tiên hay là vào cây nến thứ hai, bởi vì cây nến đầu tiên nó chưa phá hẳn qua cái vùng này và cây nến thứ hai thì nó đã phá hẳn qua rồi. Thì câu trả lời đó chính là trường hợp nào cũng được. Ở trong cái thị trường này á, cái xác suất thắng nó không bao giờ nằm ở 0% hay là 100%, mà nó sẽ dao động, tức là nó luôn có một cái xác suất thắng hoặc một cái xác suất thua. Nếu mà chúng ta vào tại cái trường hợp này, tức là chúng ta áp dụng cái mô hình engulfing đỉnh 2, thì chúng ta sẽ có một cái stop loss nhỏ hơn. Tuy nhiên là nó chưa phá hẳn qua vùng này. Đó chính là cái rủi ro khi mà chúng ta vào cái trường hợp đó. Còn nếu chúng ta vào cái trường hợp khi mà nó phá rõ ràng như thế này, thì cái điểm vào của chúng ta sẽ xa hơn. Và vì cái điểm vào xa hơn này thì nó sẽ ảnh hưởng cái tỷ lệ RR của chúng ta. Tuy nhiên tại cái cây nến này nó phá qua cái vùng này rõ ràng rồi. Như vậy nó chính là cái tín hiệu an toàn của cái lệnh. Và nếu chúng ta vào tại đây, chúng ta có thể dịch L ở đây xuống để có thể có một cái khoảng cách stop loss nhỏ hơn và cái tỷ lệ RR nó sẽ cao hơn. Như vậy trong cái trường hợp này thì không có một cái cách vào nào chúng ta coi nó là sai hay đúng cả. Mà cái quan trọng chúng ta thống kê nhiều, chúng ta backtest nhiều, chúng ta sẽ chọn ra một cái trường hợp mà chúng ta ưng ý nhất để vào lệnh theo đó. Bây giờ ví dụ mình sẽ vào lệnh tại cái cặp nến engulfing đỉnh 2, tức là vào tại đây và stop loss ở trên này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xác định cái vùng take profit. Ở trong cái hình này nó sẽ có hai vùng quan trọng. Vùng đầu tiên đó chính là cái vùng đáy này. Vùng thứ hai đó chính là cái vùng này. Mình sẽ vẽ nó ra để chúng ta có thể dễ thấy hơn nhé. Nếu mà chốt tại vùng đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ RR khoảng 1.5. Còn nếu chốt vùng thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ RR khoảng 3.5. Như vậy trong trường hợp này thì tùy các bạn thôi. Các bạn có thể chọn chốt lời tại đây và nhận một cái tỷ lệ 1.5, một tỷ lệ lớn hơn 1 và không quá nhiều nhưng mà nó an toàn. Hoặc là các bạn có thể kỳ vọng xa hơn là giá nó sẽ về tới cái vùng này. Chúng ta sẽ được cái tỷ lệ RR cao hơn. Tuy nhiên là khi kỳ vọng xa như thế này thì tốt nhất là chúng ta nên canh nến để chúng ta có một cái biện pháp thoát phù hợp trong trường hợp nó chưa tới cái vùng này và nó quay lại cái điểm stop loss của chúng ta. Bài hôm nay chúng ta học về đọc nến nên là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát nến nhé. Chúng ta có thể thấy ở đây, khi giá phá qua cái vùng này và xuống vùng này, sau đó nó hồi lên lại cái vùng này. Và chính vì cái lực phá ở cái vùng này nên là phe bán tiếp tục lao vào bán xuống và nó phá tiếp qua cái vùng đáy này. Nó cũng phá luôn qua cái vùng đáy này để lao xuống. Mình có một cái lời khuyên nhỏ là khi chúng ta đặt chốt lời thì chúng ta nên đặt chốt lời trước những cái vùng giá này. Tức là chúng ta sẽ chốt lời sớm hơn thị trường. Chúng ta sẽ thoát trước khi mà các big boy, các cá mập có thể lao vào. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà ví dụ như thế này, giá nó mới chỉ gần chạm cái điểm chốt lời và sau đó nó bật lên ngay lập tức, thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Một là chúng ta sẽ dịch stop loss về cái vùng này. Vì vùng này là một cái vùng đỉnh gần nhất, tức là phe bán họ có thể giữ giá được ở vùng này. Và khi chúng ta dịch stop loss về vùng này thì chúng ta cũng vẫn đang dương rồi, khoảng 1R. Cái cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ canh thoát bằng cái việc đọc nến. Từ cái việc đọc nến chúng ta sẽ cân nhắc được là lúc này cái tỷ lệ nuôi tiếp nó có cao hay không. Ví dụ ở trường hợp này, mình sẽ phóng to nến một chút.
Chúng ta thấy là giá hồi về vùng này, sau đó ngay lập tức rút chân lần một. Từ cái đợt phe mua lao vào đẩy lên và nó lên lại cái vùng đáy vừa bị phá, sau đó phe bán đẩy xuống. Chúng ta chú ý cái cây nến đỏ này. Ở cái cây nến đỏ này là một cây nến mà phe bán đẩy xuống rất mạnh, nhưng mà sau đó phe mua đẩy lên khiến cái cây nến này nó rút chân, và nó rút chân trên cái vùng này. Như vậy ở đoạn này chúng ta thấy là hai cây đỏ này nó đều rút chân, và ngay sau cây nến đỏ này là một cái cây nến xanh giá đẩy lên rất là cao, lên lại cái vùng này và sau đó rút dâu xuống. Bởi vậy chúng ta có thể coi cái đoạn này giống như là cái mô hình hai đáy. Chúng ta có thể gọi là mô hình hai đáy, hoặc chúng ta có thể tự hiểu là phe bán nó đang thất bại trong cái việc cố gắng phá xuống tạo một cái xu hướng thấp hơn. Và khi tới cái trường hợp này thì nó sẽ thiên về cái vùng sideway giữa cái vùng này và vùng này nhiều hơn. Như vậy chúng ta đã thấy là phe bán nó không còn mạnh nữa. Vậy thì sau cái cây nến này chúng ta có thể canh chốt ở cái cây nến này rồi. Khi mà chúng ta không thấy một cái cây nến đỏ nào nó phá xuống tiếp, mà nó chỉ là một cái cây nến mà thân ngắn, dâu trên và dâu dưới đều dài, tức là một cây nến trung lập. Đó chính là cái cách mà chúng ta luôn đặt cái câu hỏi là thời điểm đó phe mua hay phe bán, phe nào đang chiếm ưu thế. Và trong cái thời điểm này chúng ta biết được là phe bán nó không còn chiếm ưu thế nữa, bởi vì nó đã thất bại trong cái việc phá qua tại đây. Và cái lực của phe mua nó cũng rất là mạnh, nó đẩy từ cái vùng dâu nến này nó lên tới cái vùng này. Chính vì vậy chúng ta thấy lệnh nó nguy hiểm, chúng ta có thể chốt tại cái vùng này. Các bạn lưu ý một điều là cái việc mình nói ở đây không phải là bạn xem xong 1-2 lần hoặc là xem nhiều lần các bạn có thể áp dụng được ngay đâu. Mà cái việc đọc nến này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà các bạn luyện tập. Các bạn nhìn cái hành vi nến, từng cây nến di chuyển như thế nào. Cái mình muốn truyền đạt nó chỉ là một cái nền tảng hoặc là một cái kiến thức để các bạn hiểu. Còn để biến cái kiến thức đó trở thành cái kiến thức của bạn, nó mới là cái vấn đề quan trọng. Và nó chỉ xảy ra khi mà các bạn áp dụng vào luyện tập để nó ngấm sâu vào cái não của bạn, nó trở thành phản xạ, thì lúc đó nó mới là của bạn. Chứ bây giờ kiến thức nó vẫn đang là của mình. Bởi vậy các bạn hãy xem nhiều và hãy luyện tập theo nó nhiều thì mới đạt được kết quả tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái hành vi nến chạy đối với cái trường hợp mà chúng ta dịch stop loss tại đây. Rồi, ở trong trường hợp này thì giá lên lại tới cái vùng dâu này và bị phe bán tiếp tục đẩy xuống. Nó chưa chạm cái điểm stop loss của chúng ta. Tuy nhiên là ở cái đoạn này nó tạo một cái đỉnh mới, thì đáng lẽ mình có thể dịch stop loss về đây. Nhưng mà dù sao thì hai cái đỉnh này nó cũng khá là ngang nhau, nên là tốt nhất mình vẫn giữ cái stop loss ở trên vùng này và mình tiếp tục quan sát tiếp. Rồi, như trong trường hợp này thì giá nó về TP. Và ở cái đoạn này, khi mà giá nó chưa TP ấy, thì chúng ta có thể dịch xuống đây. Sau đó cái cây này thì giá nó quét qua cái điểm TP của chúng ta. Như trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rõ là cái vùng này chính là cái vùng cuối cùng của phe bán mà bị phá bởi phe mua. Khi mà giá xuống lại cái vùng mua này, nó chính là cái vùng đáy cũ của phe mua. Qua ví dụ thứ hai, nó là trường hợp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Có thể các bạn sẽ hỏi là đọc nến mà không cần phân tích nhiều thì sao nãy giờ mình phân tích nhiều như vậy? Thực ra cái quá trình mà mình phân tích nhiều như vậy nó chỉ là cái việc mà mình cố gắng truyền đạt cho các bạn sao cho có thể hiểu được. Còn khi mà chúng ta hiểu được cái cách đọc nến, chúng ta có thể phản xạ nhanh được với nến rồi á, thì chúng ta nhìn một cái biểu đồ sẽ dễ dàng nhận ra hơn. Ví dụ trong cái biểu đồ này, mình có một cái mẹo nhỏ cho các bạn là hãy nhìn ngược từ cái thời điểm giá hiện tại. Chúng ta đừng nhìn từ bên này qua, mà chúng ta hãy nhìn ngược từ cái bên này qua. Giá xuống này, lên này, xuống này, lên này. Chỉ cần như vậy trước đã thì chúng ta cũng thấy được là nó đang bị kiểm soát bởi hai vùng. Ở trên chính là vùng của phe bán, còn ở dưới chính là vùng cản của phe mua. Nhìn một cái bức tranh xa hơn, đó là cái giai đoạn này. Trên đây là cái vùng mà phe bán đẩy xuống, dưới đây là cái vùng phe mua đẩy lên. Như vậy chúng ta chỉ cần nhìn chung cái việc giá di chuyển như thế này là chúng ta cũng có thể thấy được là giá nó đang đi ngang nhiều hơn, xu hướng nó không rõ ràng. Vậy thì đơn giản, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Trong trường hợp này tốt nhất là đứng ngoài thị trường, chờ nó tạo một cái xu hướng rõ ràng hơn. Các bạn nếu muốn chắc chắn hơn có thể vào cái khung H1 để xem. Như vậy ở khung H1 chúng ta cũng thấy rõ ràng một cái xu hướng đi ngang trong cái vùng này và vùng trên này. Và nhìn một bức tranh lớn hơn nữa, chúng ta kéo nhỏ lại. Trước đó là một cái xu hướng giảm, sau đó
nó tạo cấu trúc đi lên và nó bắt đầu sideways. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái kịch bản sẵn trong đầu. Trong trường hợp này chúng ta không vào lệnh, khi nào thì chúng ta vào lệnh được? Đó chính là cái thời điểm mà nó phá qua những cái vùng cản này và những cái vùng này. Bởi vì sao? Thứ nhất là tại cái vùng này nó tạo cấu trúc tăng, và chúng ta có thể thấy trước đó giá giảm rất mạnh. Như vậy cái cấu trúc tăng này nó có khả năng chỉ là một cái cấu trúc hồi thôi. Và sau đó cái moment của cái cấu trúc tăng này nó bị giảm thông qua cái đoạn sideways này. Vậy thì bây giờ đơn giản chúng ta chỉ cần chờ nó phá qua cái vùng này, nó tạo một cái moment giảm, bởi vì trước đó nó có một cái con sóng giảm như thế này. Chúng ta có thể co nhỏ lại. Khi mà giá nó phá qua như thế này thì chúng ta có thể thấy là nó có khả năng tiếp diễn một cái con sóng giảm tiếp ở một cái xu hướng dài hơn rất nhiều so với cái khung M15. Đó chính là cái cách mà chúng ta nhìn thị trường di chuyển và chúng ta chuẩn bị cho những kịch bản. Còn trong trường hợp này, nếu mà nó bật lên thì nó không nằm trong kịch bản của chúng ta, và nó cũng không có một cái tín hiệu mua đẹp, nên là chúng ta sẽ không canh vào lệnh nữa. Như vậy đó chỉ là một số cái trường hợp nhỏ của việc đọc nến. Chúng ta có thể xác định được vùng và những cái điểm vào lệnh, hoặc là chúng ta có thể xác định được khi nào chúng ta không nên tham gia thị trường. Để có thể trở thành phản xạ thì nó sẽ cần một cái quá trình dài, chứ nó không chỉ nằm trong một video này hoặc là những video khác. Mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều video hơn nữa để các bạn có thể thấy được nhiều trường hợp. Còn bây giờ, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.